Chỗ ở đây luôn nè quý vị. Bây giờ bắt được mấy con rồi nha. Bây giờ mình bắt cục tơ luôn á nha. Con mẹ mình thả cho nè. Mẹ cục trai bữa nay cũng thả cho, không có con nào nha. Mình bắt chuột mồi về mình đặt bẫy thôi. Mà anh ướt anh chưa. Xả đi ra ngoài để nó chết nó đang. Sáng rồi nè. Đó, sáng ngoài này nè, anh xả ra luôn. Mình xả cái ngách cho nó ra luôn quý vị. Rồi, nước ra dữ rồi. Đã tới luôn đi, tới đi. Ủa nước đâu mà, nó mít nước vậy. Dính nữa rồi nha. Còn hang trên chưa không? Nó chín ngồi nè. Hử? Ngồi lúc lúc đây nè. Lên lên trên ngồi hả? Rồi chục bự ra. Nó chục bự ra chút mình thả cái nha. Mình cứ bắt chục mồi thôi. Bự chút mình thả luôn. Đó. Chục con rồi, cái này có chục con rồi hả? Mấy con nha, mấy con nha. Còn không? Là tới luôn đi. Giờ nó theo mà nó hết trơn luôn ha. Là mình chỉ bắt chuột ấy thôi nha quý vị. Mình bắt chuột mồi không à. Chắc hết rồi quá. Chút nó luôn, một nó rồi. Đặt tay vô luôn, khỏi đấy. Đây rồi. Nè. Hai bọn nãy nhà anh bắt được nhiêu rồi nè. Anh mới ảnh chuột nước ướt nhẹo chân rồi. Anh ngồi anh gãi kìa. Còn hai chân cái gì đó. Kìa. Bỏ nó đi. Hả? Mấy con rồi? Mấy con rồi? Cái chục con rồi đó. Này. Bốn. Tám chín con gì rồi. Còn hăng không? Trùng mẹ ra luôn đó giờ. Đó, chung ra chạy chạy ra chung lượng chứ. Chung. Ừ, chung ra đó, chạy đi đó. Đó thả ra. Rồi chạy vô bãi kia nữa. Bó tay chứ. Anh đặt đằng này một cái nè. Chạy lại đây kia chạy vô đây nữa. Bó tay thì chứ. Đặt bãi siêu không? Cái nhà đặc quái mình xưa mà bị gắn mình đặt là mỗi phát luôn đó. Mình đặt là vô ba không còn luôn á. Gà đi em ơi. Rồi chú gà, ừ. Chạy vô nữa rồi nha. Chạy nữa là bắt mày luôn đó. Có tài. Quá xá rồi cả nhà. Nó chạy dữ lắm rồi. Vô nguyên bài rồi. Vô hàng rồi. Rồi. Em bớt hẳn lại đây, đừng có vô nữa. Lại nắng đi, lại nắng đi. Để chuyển chạy ra đó. Vậy có bảy hai đầu rồi. Nhớ nha. Mình đào cái mình đặt lấy hai ra. Hai ít cái nó kìa. Đó 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 đó. Dính này dính. Đâu đen. Vậy chạy đi nè. Nó đây kìa. À. Ủa vô đây nó chạy ra lại mày ơi. Nó cái miệng hôm lớn quá. Lấy được cái tao nãy ra lại coi. Có cây nào không? Mình đặt lấy lập gắn mình đặt này nha, lập gắn mình đem theo mình làm bẫy chuột rồi, chạy vô làng báo con không. Mình làm đường mòn á. Rồi đạp đi. Quá trời chuột chạy luôn á nha, nguyên bầy lứa luôn. Nhiều lắm, cái gợn này nó dồn nhiều lắm. Nó thả đi. Đảo hành lần này nè, thả cái con chuột lên luôn. Quá trời cả nhà, nãy rồi. 4-5 con nữa, cắn quá cắn này. Đi kìa, cái đang đây, nó kìa đây. Kìa, chụp 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 chụp. Đó. Rồi. 4 con nữa hả? Đó, cục bự, bỏ đi, bỏ, thả đi.
bự mình thả nha. Chạy 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 hồi chạy vô bẫy nữa, nó rồi vô bẫy nữa chứ đâu, nó chạy ra ngoài chạy luôn đi. Bây giờ cắn hả? Đâu biết vậy, má tùm lum này đâu biết. Hả như này đâu hết rồi. Ham có nhà nó trùng ngồi không, nói gì đạo ham đó ra cái gì cắn chỗ đâu mà cắn. Tức là đào banh của này ra thấy nào cũng còn hai như này nè, nó thắng mạnh không nên mình thả này con này ra nữa quý vị ơi. Và nó ra, nó mình thả rồi cũng chạy vô đây nữa. À, ra đây thả cho chạy lúc lúc ngoài kia đi. À. Rồi ra đi anh ơi, kìa, ngu không? Ừ, à, 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 chạy mạnh. Nó. Nó không kìa. Đã có vậy kìa. Rồi trớn rồi. Tới nữa rồi quý vị ơi. Rồi, nó. Bự thả đây. Ê, thả cho chạy mình mạnh. Ô kìa, 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 chạy kìa. Đó. Chạy với bàn cào kìa. Hai con rồi. Ba con rồi đó. Tao thả con đó là ba con rồi. Mình chỉ bắt chuột mồi thôi. Chuột bẫy gắn thôi, còn chuột kia thả hết. Hai thằng đào cái bờ này chắc nó chèo luôn. Hả? Thấy chưa? Còn ngách nút cho nè, đào lại. Còn hai nữa chị. Còn hai đào tới. Nó chuột đó. Nó. Nó đợi 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 chuột bự cái gì vậy? Anh chết nổi không nổi ơi. Bự cái gì? Nhí. Ồ, chuột lứa nữa quý vị ơi. Bởi vô kìa. Vô vô. Ấp như này nè. Ừ. Rồi. Còn hai không? Hả? Ừ. Số này hết hai rồi. Còn hai đang lại này không? Không. Không đào mấy hai này ra. Còn nhiều hai lắm. Thắng kìa. Ừ. Đó mà mày chưa ém đó. Em để đào như này khác. Anh nằm dưới cái hàng nước, anh lú đầu lên ngoài. Học tay vô á. Thì cho mẹ cắn cái gì? Mẹ đâu mà cắn. Cái gì nè? Rồi đó đó hả? Bánh cái đi. Còn hăng không? Sợ nó xuống đây nè. Nó quậy kìa. Hả? Nó quậy nước nè. Ở đâu? Ở đây nè. Ừ. Đó. Lên nha, cục đất có gừng á. Mày bị cắn chứ đâu. Mày tới cho nó là cắn. Mày bị cắn chứ đâu. Rồi đi tới nữa. Chở vào đây thì tới nữa. Đi tới nữa. Ra là hỏi người mất hao quá đây. Được, mất thì nó mất. Bên đây nè. Cùng rồi, con đó đó, nó là nó lên hang kia đó. Đó 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 chính cần nha nè. Ồ mẹ chạy rồi, chúng nó chạy rồi. Ôi chúng mẹ chạy rồi, chạy với ăn cao hả? Ừ. Ghê hả? Chạy nắng đi, sáng cái lợp kìa, đâu có lợp dở rồi. Ghê chạy kìa, nó chúng cần nó đó vô đó. Ừ.
bắt đi. Nó kìa kìa kìa. Nó giọt đâu vậy? Nè, 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 nè. Kìa. Rùa mồi không? Rùa mồi bữa nay bắt rùa mồi không? Không lớn không nhỏ. Rồi 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 rồi. Hết rồi. Hết mới sợ á. Nó. Bên này mày nhỏ hả? Nhỏ hơn chút mà. Nó. Éo ăn là không éo. Mày đừng len đó anh cho em rồi. Trời ơi, em ghê không? Bó tài nghe mình chứ. Em con khỉ cái gì? Bó tài luôn. Nó, nó. Chạy ra nghe bạn, im trong đó em, chạy ra. Đó, đó, bài lớn đó, cái đó bài lớn đó. Bài lớn, cái đó bài, bài lứa bự hơn chút. Bài bự đó nó mới vừa mời đó, còn bài nhỏ nó hơi nhỏ hơn chút. Vô nữa, vô kèo nữa. Hai bài luôn. Hai bậy vô. Cái đuôi đâu? Chạy đó chân à. Ờ chân chân ngắt em rồi. Mổ rồi. Bậy lớn. Ờ đó bậy lớn. Bậy lớn mà nó vừa mồi hơn chục mình ấy. Bậy đó mới vừa mồi nhất đó. Em ha rồi, em rồi. Chưa. Nó nó. Cái bậy đại cá. Hết hay vậy? Ta chuột hết tại. Mấy ba chuột hết. Hết rồi. Hết nó táp tôi về là hết. Hết rồi. Còn không? Còn nữa hay nè. Hết thiệt rồi đó. Hả? Còn thì đảo trên. Ngon ngon lành. Đó, rồi. Chớp rồi dính luôn chạy đâu cho thoát. Bà này bà nhỏ nè, vậy là mày đào lạ đâu hang đó đang rồi hai bài luôn mà mày nói gì đâu sao mà còn mới mấy con hả? Cái hang cồn tợn hang đâu nó đúng con chạy ra nè hết rồi đó, đó là hết thiệt luôn rồi đó chạy ra là con bắt con chạy hết thiệt rồi còn hang nào nữa không? Hết rồi. Quá trời những cái hang nước bên đây. Ủa? Ừ. Đâu có hang nước bên đây nè. Anh nghe hang nước bên đây nè, lên hang khô lại nè. Anh đợi. Anh vô hang nữa. Ôi ôi, ông đen tôi. Ông đen đầu dở quá quý vị. Ông đợi chạy vô. Đâu rồi? Cái hang hả? Có tàn đen nè. Đâu rồi? Trời ơi. Bự hả? Con quẹo ở đây quá. Nó. Hồi chạy nó nghỉ ăn luôn. Mày nó bự. Hả? Vừa mỏi ghê luôn. Ừ. Thì nhấn mày nát. Tới chuột nó quên chị ơi. Rồi, tới chuột nó rồi nha. Hang kia đâu không đào rồi ăn được cái lợi đó rồi thôi sợ anh chọn hoài coi chừng giữ cái hang ấp chỗ này nha có ngách này không kiếm vừa mới lúc đầu qua chạy mình mới biết chứ qua đây lúc đầu chạy mình mới biết hang ấp chỗ nào chứ sao biết được đuôi thấy không. Đâu đuôi đâu? À, dính này, dính này cả nhà. Đuôi nè. À, còn đuôi nữa cả nhà. Ăn vừa mồi không? Hôm nay bắt chuột vừa mồi không đã hết. Chạy qua đây, đóng con kẹt con chuột mẹ đây. Chuột mẹ chạy chưa? Đó, chuột mẹ đó cái đuôi đó. Đuôi nè. Ừ, cứ ra ngoài đi. Đi. Con chậm á. Bắt bên hang này cho hết cái mẹ sao nó nhảy qua nhảy lại hồi té rồi chỗ lên mấy cái hang mà đã qua hả chỗ ở đây nè bắt đầu chuẩn bị nha anh em ơi
Đấy, khúc này là phê lắm. Rồi rồi rồi. Đất chuột mẹ thả, thả chuột mẹ đi. Có đất đuôi luôn. Đất chuột mẹ anh thả hả gì? Đuôi là đất. Bảy, bảy, chuột con ra hả? Đất chuột mẹ dục trước đây mình dễ ấy. Chuột mẹ nghe, anh thả nghe. Bắt đi dục đi. Mẹ. Trời ơi, dục ghê, gần cái gì, chạy cái bẫy nữa. Gà chạy bẫy nữa này, không bị giết nữa. Đèn rồi, chơi. Nên tay coi. Chứ dục xa xa hết rồi dục. Rồi mấy hàng nắng rồi. Đèn quậy quá đen ơi. Đập. Chạy vô rồi. Nè. Còn không? Nhóc chưa. Đó. Đào đi, em ra đào đi, nhanh đi. Chứ. Ôi, tối rồi, từ từ cái gì. Dỡ ra chút đi. Hết rồi. Nó đuôi nóng đuôi đây nè. Còn, còn đuôi nữa kìa, còn con cống nữa kìa. Chuột này vừa mồi không có gì ơi. Ém hang lại. Ê ê. Ngu nha, ngu rồi. Chết luôn hả? Để xuống. Nó chạy. Nó nè. Nó dưới đi. Nó cắn. Cắn cho nó cắn. Què. Đúng rồi. Nè. Đen này quậy quá đen rồi. Ừ. Còn không? Hết rồi á. Còn không? Để chứ. Dạ. Ngu bò. Để chứ rồi. Cũng phải rồi. Sao mới còn ta còn gì nữa? Đã không? Bị cắn đã không? Cắn giết đơ luôn rồi. Tới nữa cả nhà, tới lứa nữa, tới vài lứa nữa. Cũng đồ vô đi ba ư. Chắc rồi này về tối rồi. Trời hết hồn chưa? Cái thằng mắt ma rồi chứ. Nó dùng cục đất nó đang chuột chạy mình chụp nữa rồi đó. Đi thái bắt chuột chụp. Chuột cho bắt không hang ra bắt chụp. Không có dưới thì chạy hết hốt mẹ luôn. Cậu làm tôi nguy hiểm với khó đâu. Nguy hiểm chứ. Nó đó, đó. Rồi. Ăn buồn què tao luôn. Thì thế đó đó. Trời, trời quá trời luôn. Trời vô gặp, trời vô gặp cái dấu rồi. Được chưa? Đúng con rồi. Con kia mày đâu mấy mà tao lo nhìn mày mà. Chạy đẳng luôn. Tin nước mé này nè. Thì tin luôn. Nó hang đây rồi, tin luôn. Cái gì vậy? Ừ, cậu làm tôi nguy hiểm không biết chỗ nào đâu. Hả đâu à? Chạy đâu à? Chạy đây nè con nè, chạy đây 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 nè. Ủa con nãy chỉ không lập ra hay gì? Còn không? Còn chứ. Mà ăn mấy con chuột không? Thế đây. Sao kia lập đồ? À, mình đi về luôn cả nhà. Đây, mình kêu đây chuột cái gai đang. Rồi. Yeah, yeah. Ý, đổ đá cho người về. Rồi, rồi, rồi. 4 kg nha, cả nhà. 4 kg. Ủa, anh mặc mà cho 4 kg. Cầm ơi. Cậu nói gì cũng hơn hết trơn á. Cả hai cái chuột mà chuột này vừa mồi lắm luôn quý vị ơi. Mẹ này cơ. Chết rồi kìa. Chết nóng quá. Rồi nóng còn nãy xỉu nãy. Nước đi cho nó mất nóng. À mình đi về cả nhà nè. Này cái này, cái này là đặt khoảng 50 cái bẫy là được đấy cả nhà. Ngon lành luôn á. Đỡ tốn tiền nha cả nhà ơi. Đây cái này khổ quá dịch bệnh. Khổ dịch bệnh khổ quá. Rồi hẹn cả nhà clip sau nha. Máy bay cả nhà luôn. À đây, anh em mình đi bắt chuột mồi đặt bẫy gắn nha quý vị. Mong quý anh chị ủng hộ cho Vũ xin.